Xếp hạng 10 nhân vật yêu thích của Popmart. Không biết là các bạn đã xem cái video này chưa? Nếu mà xem rồi thì sẽ biết là mình mê Scorpanda nhất đúng không? Các nhân vật khác của Popmart thì Teddy vẫn chơi nha, kể cả 52 Toy luôn, nhưng mà số lượng không nhiều thôi. Hôm nay mình sẽ quyết định đi săn thêm playbook của mấy bé này. Let's go! Và địa điểm chính là ở Circle K nha. Các bạn không nghe nhầm đâu, Circle K đã chính thức gia nhập đường đua Playbox rồi đó. Nhưng mà ở đây không bán Playbox mà chúng ta sẽ phải đi săn. Mình thấy có nhiều Playbox phết và là các nhân vật hot thôi nha, như là Crybaby và Dimmu ấy. Để đảm bảo săn đâu chung đó thì mình còn mang theo hộp Playbox Dimmu Zodiac để lấy miếng. Em ý cũng thuộc bộ sưu tập Playbox mà Circle K đang tặng luôn nha. Tới khúc này thì có bạn nào tò mò cách săn không thì để mình bật mí cho. Khi đến Circle K các bạn chỉ cần mang theo 49 cá thôi để mua bất cứ thứ gì mà bạn thích, miễn sao trong đó có một sản phẩm top brand là ok. Còn Teddy sẽ chọn combo này vì bạn nhân viên tư vấn pha phin cà phê sữa dừa là món mới. Sau đó thì mình sẽ nhận được một lượt chơi game may mắn trên app CK Club nha. Nếu tổ độ thì sẽ có cơ hội trúng iPhone 16 hoặc là Playbox này. Còn không thì kiểu gì cũng trúng voucher giống Teddy. Bật CK Club cứ chơi là có quà. Ê, ăn cái này mình thấy cay cay, xong rồi uống một ngụm cà phê sữa dừa béo ngậy thấy bánh cuốn dã man. Chắc là Teddy lại phải mua thêm mang về mới đã, xong rồi gian tiếp biết đâu lại trúng iPhone 16 hoặc là Playbox thì sao. À mà chương trình diễn ra tới 31 tháng 10 thôi, nên là các bạn tranh thủ ghé Circle K để săn iPhone 16 và Playbox giống Teddy nha. Còn bây giờ thì mình phải đi về đây, mãi chơi quá trời tối thui rồi.